Hai ví dụ, hỏi chấm 1, hỏi chấm 2 cho ta hai cách để xác định chiều cao của khối chóp. Hỏi chấm 3 sẽ là một cách tiếp theo. Khi mà thầy cho một hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy, thì chiều cao sẽ được xác định như thế nào? Hỏi chấm 3, hình chóp SABC có đáy là một tam giác vuông tại B. Tam giác SAB đều và thuộc mặt phẳng vuông góc với ABC. Cho các kích thước AB bằng A, AC bằng A, A căn 3, yêu cầu tính thể tích của khối chóp đã cho đặc điểm của bài toán này đó là sab một mặt bên thuộc mặt phẳng vuông góc với đáy khối chóp chúng ta có đáy abc thì đỉnh s sẽ xác định như thế nào để vẽ được khối chóp này thì các em chú ý vào giả thiết tam giác sab đều sab là tam giác đều thì gọi h là trung điểm của ab ta sẽ có SH vừa là trung tuyến vừa là đường cao hay SH vuông góc với AB tại H. Và giả thiết thứ hai, tam giác SAB thuộc mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng ABC hay mặt phẳng SAB vuông góc với mặt phẳng ABC. Thế nhắc lại kiến thức của lớp 11, nếu như chúng ta có mặt phẳng alpha vuông góc với mặt phẳng beta, giao tuyến của hai mặt phẳng này là đường màu đỏ. Khi đó, một đường thẳng thuộc vào mặt phẳng alpha mà vuông góc với giao tuyến thì sẽ vuông góc với mặt phẳng beta. Bài toán của chúng ta cũng tương tự, mặt phẳng SAB và mặt phẳng ABC vuông góc với nhau. Thầy có SH vuông góc với AB tại H, trong đó AB chính là giao tuyến của mặt phẳng SAB và ABC. SH vuông góc với giao tuyến mà SH lại thuộc vào mặt phẳng SAB. Do đó, SH phải vuông góc với mặt phẳng đáy ABC. Khi đó ta sẽ có cách để vẽ chính xác khối chóp SABC như sau. Đầu tiên là vẽ đáy ABC trước. Sau đó lấy H là trung điểm của AB. Từ H chúng ta dựng thẳng đứng, ta sẽ xác định được đỉnh S nối SA, SBC. Ta đã có hình chóp SABC có mặt bên SAB vuông góc với đáy ABC. Và khi đó SH của chúng ta chính là chiều cao của khối chóp. Như vậy đầu tiên, thầy và các em sẽ đi tính chiều cao này có giá trị là bao nhiêu. SH vuông góc với ABC, thầy sẽ vẽ SAB như thế này để chúng ta dễ quan sát. SAB là tam giác đều có cạnh A SH vuông góc với AB, H chính là trung điểm của AB, do đó BH sẽ có độ dài là A trên 2. Sử dụng Pythagore trong tam giác vuông SHB, các em hãy tính cho thầy SH có giá trị là bao nhiêu nhé. SH bình chính là A bình phương trừ đi A bình trên 4 Nên SH bình chính là 3 phần 4 A bình phương Hay SH bằng A căn 3 trên 2 như vậy, chiều cao chúng ta đã tính xong. Tiếp theo đến diện tích đáy. Diện tích đáy chính là diện tích tam giác ABC. ABC ở đây là một tam giác vuông tại B và có AC bằng A căn 3, AB bằng A. Có nhiều cách để tính diện tích tam giác này. Cụ thể bài này, thầy sẽ sử dụng trực tiếp diện tích tam giác bằng 1 phần 2 nhân với hai cạnh góc vuông. Chính bằng 1 phần 2 AB nhân BC thì chúng ta sẽ cần phải tính xem BC có giá trị bằng bao nhiêu. Vẫn sử dụng ngòi, trong tam giác vuông, ta tính được BC và thay vào công thức 1 phần 2 AB nhân BC ta sẽ có A là AB nhân A căn 2 chính là BC tất cả chia 2 và diện tích đáy là A bình căn 2 trên 2. Từ diện tích đáy, từ chiều cao, các em cho thể biết thể tích của khối chóp sẽ bằng bao nhiêu. Thể tích của khối chóp SABC sẽ bằng 1 phần 3 SH nhân với diện tích tam giác ABC. Và kết quả của chúng ta sẽ là A mũ 3 căn 6 trên 12. Như vậy qua ba ví dụ, ta đã có 3 dạng bài khác nhau. Mỗi dạng bài sẽ lại có một cách để chúng ta xác định chiều cao xác định đỉnh của khối chóp là khác nhau. Các em chú ý thực hành thêm nhiều dạng bài hơn nữa trên phần luyện tập của olm.vn. Ngoài ra chúng ta sẽ còn có một cách để tính thể tích của khối chóp cũng như khối lăng trụ bằng việc sử dụng tỷ số mà ta sẽ học ở bài tiếp theo. Bài học của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các em và hẹn gặp lại các em trong các bài học tiếp theo trên olm.vn nhé.